nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay chúng ta đang bước vào thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa giọng, ngày đại lễ Giáng sinh gần sắp tới với chúng ta rồi. Vậy thì lời mời gọi hãy tỉnh thức, hãy sám hối lần càng lúc càng cần thiết hơn mỗi người chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cầu xin Chúa giúp cho chúng ta hãy sám hối một cách thật sự, luôn luôn tỉnh thức để chờ đón Chúa đến. Trong ý nguyện đó, chúng ta cùng nhau tạ ơn Ba Đấng, cầu bình an cho gia đình, xin bình an và khỏe mạnh cho mẹ và thai nhi. Cộng đoàn lòng Chúa thương xót xin ơn hiệp nhất, cầu cho ân nhân và các linh hồn trong cộng đoàn đã qua đời. Tạ ơn Cha Francisco Trương Vũ Diệp, xin được gặp Thầy, gặp thuốc, xin đi mổ được bình an. Lễ dỗ cho các linh hồn Anna, Thomas, cầu cho các linh hồn Ferro, Maria, Hai Teresa, Jose, Joan, Dominico. Cầu cho các đẳng linh hồn, các linh hồn tiên nhân, để cho những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận. Chúng ta hãy thành tâm sám hối lỗi lầm của mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng con phải dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Này chúng con đang đợi trong người ban sinh lực dồi dào cho hồn an sắc mạnh, thì xin đừng để chúng con vì đợi trong mà mệt mỏi chán chường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán: các ngươi so sánh ta với ai để ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn, ai đã sáng tạo những vật đó? Đất tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi đức danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói? Hỡi Ít-sa-ên, sao ngươi bảo: đường tôi đi Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi Thiên Chúa chẳng đoái hoài? Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò khôn thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngã nghiêng, lão đảo. Nhưng những người cậy trong Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Đó là lời Chúa. Chúc tôn Chúa đi hồn tôi hơn. Chúc tôn Chúa đi hồn tôi hơn. Toàn thân tôi hay chúc tôn thân dân. Chúc tôn Chúa đi
Hồn tôi hỡi chưa khát quên mọi ân huệ của người. Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi, thương chưa lành các bệnh tật người. Cứu người khỏi chôn vùi đầy huyệt, bao bọc người bằng ân nghĩa phơi lương hải hà. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dưỡng và giàu tình thương. Người không cứu tội ta mà xé xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, dường như cuộc đời của chúng ta luôn gắn liền với những vất vả gian lao trong cuộc sống. Khi còn nhỏ thì có vất vả của việc học hành, khi còn độc thân thì vất vả tìm kiếm miếng cơm manh áo, và khi đã lập gia đình rồi thì lại vất vả trong việc vừa chăm lo cho đời sống gia đình, vừa chăm lo cho công việc của mình. Khi về già thì vất vả trong việc đi đứng. Và ngôi nhà gia đình của chúng ta chính là nơi mà chúng ta luôn tìm về để được nghỉ ngơi, để lấy lại sức sau một ngày làm việc đầy cực nhọc, đầy vất vả. Thế nhưng ngôi nhà gia đình vẫn chưa phải là nơi duy nhất để chúng ta được nghỉ ngơi, để chúng ta được lấy lại sức. Và bài tin mừng hôm nay đã chỉ ra cho chúng ta một địa điểm nữa mà chúng ta cần phải tìm đến. Địa điểm ấy chính là Đức Giêsu. Vậy thì chúng ta hãy chạy đến với địa điểm ấy, trao phó cho Chúa mọi vất vả gian lao mà chúng ta phải vác trên vai. Thật vậy, dù có toàn quyền trên trời dưới đất, nhưng Đức Giêsu đã khiêm hạ đến với con người, sống kiếp con người, để Ngài thấu hiểu được nỗi cơ cực trong cuộc sống mưu sinh mà con người đang phải vất vả vác lấy trên vai của mình. Chính vì lẽ đó, đứng trước nỗi cơ cực mà con người đang phải gánh chịu, Đức Giêsu đã mời gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đến với Đức Giêsu để được nghỉ ngơi, để được chính Ngài bồi dưỡng, và nhất là đến để được cùng với Đức Giêsu chia sẻ những vất vả của cuộc sống. Thế nhưng có phải là chúng ta đến với Đức Giêsu để Ngài loại bỏ đi những vất vả của cuộc sống không? Thưa không, Đức Giêsu không nói hãy đến cùng tôi sẽ loại bỏ những gánh nặng nề. Đức Giêsu không có nói như thế, nhưng Ngài đã nói hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng,
anh em hãy mang lấy ấp của tôi đến với Đức Giêsu, để rồi chúng ta được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng và được Đức Giêsu đồng hành và trợ giúp chúng ta thêm kiên dựng và giúp vượt qua được bất kỳ khó khăn trong cuộc sống bằng chính những giọt mồ hôi và nước mắt của chúng ta. Nói tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với Đức Giêsu để được chính Ngài thêm sức cho chúng ta, để được chính Ngài mang lấy những vất vả mà chúng ta đang mang, nhờ đó giúp chúng ta tiếp tục kiên dẫn tiến bước để vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, cho dù có phải trả những cái giá thật đắt đi chăng nữa, nhưng nó vẫn xứng đáng để chúng ta làm điều đó, vì biết được rằng Chúa vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn đồng hành, vẫn luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Vậy thì thử hỏi, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có chạy đến với Chúa chưa? Và khi chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta có để cho Chúa vác cùng với chúng ta không? Hay chúng ta chạy đi tìm kiếm bà này bà kia bói cho mình một quẻ xem mình có vượt qua được không, và tin sái cổ những gì mà người bói toán đã nói, sẵn sàng bỏ qua tất cả những lời mà Đức Giêsu đã dạy dỗ chúng ta? Ước mong sao mỗi chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa, phó thác cuộc đời của mình vào trong bàn tay của Chúa, cùng vác với Chúa, để rồi chúng ta luôn kiên nhẫn tiến bước vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống bằng chính mồ hôi lẫn nước mắt và máu của chúng ta nữa. Amen. Cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca trung tôn vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con tuyên truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa trong đàn, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi tin nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng khen hầu cân chư tôn nhân và phong sư Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tông giám mục Giuse, gia phần chúng con, Đức cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện hôm nay. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng với đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhà người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thân người dây, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con, chúng con nguyện dâng Cha cả sanh, nước Cha vì đây, ý Cha phải hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ở gần nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con này xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hôm nay thứ tư xin mời cộng đoàn ra viếng đài Thánh Giuse, các em thiếu nhi ở lại trong nhà thờ.